và phụ huynh một số cách giúp bố mẹ hướng dẫn các con làm quen với các câu chuyện ở lứa tuổi mầm non. Như các bậc phụ huynh đã biết, việc cho trẻ tiếp xúc với thơ, ca, các câu chuyện giúp trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ, ghi nhớ và tư duy, làm giàu vốn hiểu biết cho trẻ về vốn kiến thức, về môi trường xung quanh và cách ứng xử trong cuộc sống. Trước khi vào kể chuyện cho con nghe, phụ huynh hãy gây hứng thú và tạo những tình huống hướng trẻ đến nội dung của câu chuyện, có thể thông qua một bài hát hay một câu đố nhé. Như câu chuyện Ba Ngọn Đèn Giao Thông, phụ huynh có thể dẫn dắt các con qua nội dung bài hát Em Đi Qua Ngã Tư Đường Phố. Ngọn đèn giao thông. Tại một thành phố nọ, ở ngay ngã tư đường phố, có ba ngọn đèn cùng chung sống. Đó là đèn đỏ, đèn vàng và đèn xanh. Công việc của chúng thật quan trọng. Này nhé, nếu đèn xanh bật sáng, nghĩa là đường đang trống, xe hơi và mọi người có thể băng qua được. Còn khi đèn vàng bật lên, là lúc nó muốn lịch sự nhắc chúng ta rằng: đi cẩn thận nhé, sắp phải dừng lại đấy. Sau đèn vàng là đèn đỏ. Đèn đỏ sáng lên và nói: xin mời dừng lại, đến lượt xe khác đi. Trật tự trên là nghiêm ngặt, không đèn nào được quên thứ tự bật sáng của mình. Nhưng bất ngờ, một hôm, đèn xanh cãi nhau với đèn đỏ. Đèn xanh nói: tại sao xe hơi đang chạy lại phải dừng lại? Xe nào cũng vội vã như nhau, vì có biết bao người đang đợi chúng ở các bến xe. Này, đèn vàng và đèn đỏ ơi, tôi không nhường các anh nữa đâu. Tôi cứ bật sáng mãi để các xe được chạy liên tục đấy. Đèn đỏ bèn cãi lại: tôi thì tôi lại nghĩ khác. Các xe vội vã chạy nhanh nên rất mệt, vì thế tôi cần chiếu sáng để chúng dừng lại nghỉ thật lâu. Nghe hai bạn cãi nhau, đèn vàng ân cần hòa giải: đèn xanh và đèn đỏ ơi, ai có việc của người ấy, cãi nhau mà làm gì. Nhưng dù cho đèn vàng phan nài thế nào, đèn đỏ và đèn xanh vẫn cứ cãi nhau, và thậm chí là đánh nhau nữa chứ. Kết cục là cả hai đều bị thương tích đầy mình nên chẳng còn bật sáng được nữa. Thế rồi, các loại xe và người qua lại ở các ngã tư đường không còn biết phải đi như thế nào nên cứ ùn lại. Và chẳng mấy chốc, đường xá đông nghẹt những xe và người. Thế là tắc đường mất rồi. Bỗng, một ông tiên mặc trang phục như chú cảnh sát giao thông xuất hiện. Ông tiên đến ngôi nhà của ba ngọn đèn và khám sức khỏe cho chúng. Sau đó, ông tiên còn trò chuyện vui vẻ rất lâu với cả ba ngọn đèn, rồi ân cần khuyên chúng: này, các cậu bé, đừng bao giờ cãi nhau nữa nhé. Vậy là từ đó trở đi, trong ngôi nhà nhỏ tại ngã tư đường phố, ba ngọn đèn xanh, vàng và đỏ luôn sống chan hòa và đoàn kết với nhau. Sau khi bố mẹ kể cho con nghe câu chuyện Ba Ngọn Đèn Giao Thông, bố mẹ có thể hỏi các con một số câu hỏi như: các con vừa được nghe bố mẹ kể câu chuyện gì? Trong câu chuyện có những phương tiện gì? Ở ngã tư đường có ai? Đó là những ngọn đèn gì? Công việc của các ngọn đèn là làm gì? Các ngọn đèn không được quên nhiệm vụ gì của mình? Một hôm, các ngọn đèn làm sao với nhau?
cuối cùng, các ngọn đèn đã bị làm sao? Và có ai đến trò chuyện với các ngọn đèn không? Sau đó, các ngọn đèn hiểu ra và sống như thế nào với nhau? Các con hãy cùng lắng nghe lại nội dung câu chuyện một lần nữa nhé! Ba ngọn đèn giao thông. Tại một thành phố nọ, ở ngay ngã tư đường phố, có ba ngọn đèn cùng chung sống. Đó là đèn đỏ, đèn vàng và đèn xanh. Công việc của chúng thật quan trọng. Này nhé, nếu đèn xanh bật sáng, nghĩa là đường đang trống, xe hơi và mọi người có thể băng qua được. Còn khi đèn vàng bật lên, là lúc nó muốn lịch sự nhắc chúng ta rằng: đi cẩn thận nhé, sắp phải dừng lại đấy. Sau đèn vàng là đèn đỏ. Đèn đỏ sáng lên và nói: xin mời dừng lại, đến lượt xe khác đi. Trật tự trên là nghiêm ngặt, không đèn nào được quên thứ tự bật sáng của mình. Nhưng bất ngờ, một hôm, đèn xanh cãi nhau với đèn đỏ. Đèn xanh nói: tại sao xe hơi đang chạy lại phải dừng lại? Xe nào cũng vội vã như nhau vì có biết bao người đang đợi chúng ở các bến xe. Này, đèn vàng và đèn đỏ ơi, tôi không nhường các anh nữa đâu. Tôi cứ bật sáng mãi để các xe được chạy liên tục đấy. Đèn đỏ bèn cãi lại: tôi thì tôi lại nghĩ khác. Các xe vội vã chạy nhanh nên rất mệt. Vì thế tôi cần chiếu sáng để chúng dừng lại nghỉ thật lâu. Nghe hai bạn cãi nhau, đèn vàng ân cần hòa giải: đèn xanh và đèn đỏ ơi, ai có việc của người ấy, cãi nhau mà làm gì. Nhưng dù cho đèn vàng phan nài thế nào, đèn đỏ và đèn xanh vẫn cứ cãi nhau, và thậm chí là đánh nhau nữa chứ. Kết cục là cả hai đều bị thương tích đầy mình nên chẳng còn bật sáng được nữa. Thế rồi, các loại xe và người qua lại ở các ngã tư đường không còn biết phải đi như thế nào nên cứ ùn lại. Và chẳng mấy chốc, đường xá đông nghẹt những xe và người. Thế là tắc đường mất rồi. Bỗng, một ông tiên mặc trang phục như chú cảnh sát giao thông xuất hiện. Ông tiên đến ngôi nhà của ba ngọn đèn và khám sức khỏe cho chúng. Sau đó, ông tiên còn trò chuyện vui vẻ rất lâu với cả ba ngọn đèn rồi ân cần khuyên chúng: này, các cậu bé, đừng bao giờ cãi nhau nữa nhé. Vậy là từ đó trở đi, trong ngôi nhà nhỏ tại ngã tư đường phố, ba ngọn đèn xanh, vàng và đỏ luôn sống chan hòa và đoàn kết với nhau. Qua câu chuyện ba ngọn đèn giao thông, bố mẹ hãy giáo dục cho con luôn biết sống yêu thương, quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh mình. Cô xin chúc bố bé sẽ là một người con ngoan ngoãn, hiếu thảo nhé. Bây giờ cô xin chào và hẹn gặp lại các con.